Món ăn vặt đường phố trứng cuộn rau củ là món ngon đặc biệt phù hợp với mọi lứa tuổi, có tác dụng giảm cân được đông đảo mọi người yêu thích và siêu hot ở các chợ đêm. Điều độc đáo ở món ăn này là nó được kết hợp nhiều loại củ quả tươi tạo nên hương vị tươi ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Mỗi ngày có thể tiêu thụ đến cả nghìn suất. Việc đầu tiên mà người chủ sạp hàng sẽ làm vào mỗi buổi sáng sớm đó là đập hàng trăm quả trứng. Số lượng trứng tiêu thụ mỗi ngày cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Sau khi nêm gia vị sẽ thêm các loại rau củ quả đã được cắt nhỏ vào như là cà rốt, hành, taro. Tất cả đều bỏ vào cái chậu lớn đựng hỗn hợp trứng rồi trộn đều với nhau. Trứng cuộn kiểu Nhật sẽ sử dụng loại chảo chuyên dụng khác. Món trứng cuộn rau củ hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề của ông chủ. Ông ấy tay cầm sẻng, dựa vào kinh nghiệm điều chỉnh lửa sau đó đổ hỗn hợp trứng vào trong chảo nóng. Hỗn hợp trứng rau củ nhanh chóng được dàn đều trên chảo tạo thành bánh trứng hình chữ nhật. Màu sắc bắt mắt như bức tranh vậy, mùi thơm của trứng bắt đầu lan tỏa. Khi dàn hỗn hợp phải để lửa nhỏ để cho trứng chín từ từ, tránh cho mặt dưới bị cháy. Khi mặt dưới đã kết vào thành lớp mỏng, dùng sẻng chia thành 3 phần bằng nhau, sau đó từ từ cuộn lại từ dưới lên. Sau khi cuộn xong 3 phần trứng thì đẩy chúng hết về phía dưới. Tới đây vẫn chưa xong, tiếp tục thêm dầu vào chảo rồi đổ hết phần trứng còn lại trong chậu vào chảo rồi làm lại các bước vừa xong. Khi trứng gần chín dùng sẻng chia thành 3 phần, cẩn thận cuộn chúng lại thành 3 phần trứng cuộn lớn, để lửa nhỏ đợi thêm một lúc để cho bốn mặt của cuộn trứng đều chín vàng. Ông chủ sẽ cắt các cuộn trứng thành các miếng dày khoảng 1 cm rồi đặt vào hộp. Mỗi phần chỉ có 20.000 đồng, món trứng mềm mịn tỏa ra mùi thơm nhẹ của rau củ dễ dàng kích thích vị giác khiến mọi người không thể bỏ qua. Phải dùng búa mới có thể loại bỏ được vảy, nhìn bằng mắt cũng thấy được độ cứng của những cái vảy này. Đó chính là cá hải tượng long khổng lồ do một đại gia Thái Lan chi gần 70 triệu mua về phục vụ cho buổi tiệc hôm nay của gia đình. Người đầu bếp đã gặt hết các việc khác và bỏ ra hơn 1 giờ đồng hồ dùng búa mới có thể loại bỏ hết lớp vảy của con cá này. Sau đó dùng nước rửa sạch và cẩn thận kiểm tra xem còn sót lại cái vảy nào không, để tránh việc vảy quá cứng sẽ gây thương tích khi dùng bữa. Cá hải tượng long mặc dù bề ngoài rất lớn nhưng cách xử lý lại rất đơn giản. Sử dụng phương pháp phi lê truyền thống, dùng một con dao dài và sắc tách phần xương và thịt cá riêng ra. Còn phần đầu cá thì vị đại gia không thích ăn nên sẽ bỏ đi. Để làm dậy lên tối đa hương vị của cá, người ta ướp cá trong một loại nước sốt đặc biệt được kết hợp từ hàng chục loại gia vị với nhau. Ớt, hành tây, hạt tiêu, chanh dây, chanh và rau mùi, tất cả nguyên liệu thơm có thể nghĩ tới đều có thể nhìn thấy trong bát nước sốt này. Chuẩn bị xong nước sốt sẽ đến bước xử lý thịt cá. Lọc bỏ đi lớp da cá, kết cấu thịt cá mềm mịn không hề thua kém loại cá ngừ đắt tiền chút nào, thật không giống với vẻ ngoài kỳ dị khó coi của nó. Đầu bếp vừa làm cá vừa nói lúc ban đầu tới đây làm việc không có chỗ ở, may là tìm được một căn chủ nhà cho thuê nên được giá rẻ. Cắt cá thành các miếng vừa ăn rồi đổ phần nước sốt ban nãy vào ướp khoảng 1 tiếng. Trong thời gian chờ thì tách hạt sen rồi trao qua dầu, sau đó cho vào nồi ướp cá giống như chúng ta cho lạc rang vào nộm vậy. Rất mới lạ, thịt cá hòa quyện với nước sốt chua chua ngọt ngọt càng làm tăng thêm hương vị tươi ngon, mềm mịn của thịt cá, tương tự như đang thưởng thức cá ngừ đại dương, không có một chút vị tanh nào. Cũng không bởi vì vẻ ngoài khó coi của nó mà khiến người ta cảm thấy khó ăn chút nào. Các bạn có muốn thử một miếng không? Món mì hải sản được nghiên cứu suốt 20 năm, chỉ vì trong mỗi bát mì sẽ có một cân sườn bò khiến cho nó nổi tiếng khắp vùng này. Cũng bởi vì quá đông nên mì hải sản sườn bò mỗi ngày chỉ bán giới hạn 100 bát. Sợi mì vàng óng, mềm mướt kết hợp với hương thơm tràn ngập của nước xương hầm cay đánh thức vị giác cùng với cục sườn bò siêu to là thứ khiến cho thực khách nhớ mãi không quên món mì sườn bò cay này. Chủ tiệm vừa cười vừa nói đùa rằng mì bò truyền thống gặp mì sườn bò của anh ta đều tắt điện hết. Đó là điều chẳng thể phản bác được khi trông thấy miếng sườn bò siêu to đó. Mỗi miếng đều có thể cảm nhận được độ mềm như róc xương của miếng thịt sườn bò và hương vị tuyệt vời của nước dùng cay đó. Vị khách nào cũng ăn uống vui vẻ tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi. Đây là một tiệm chuyên bán mì sườn bò cay đã lâu đời. Còn chưa đến giờ bán hàng, khách đã tới xếp hàng dài ở cửa tiệm, bất kể là già trẻ, nam, nữ đều vì hương vị hấp dẫn của bát mì sườn bò này mà tới. Các nguyên liệu mà chủ tiệm dùng đều rất chất lượng. Miếng thịt sườn như này không thể nào mà làm giả được. Vì vậy mà thực khách cũng rất yên tâm, không chỉ cần dùng một thùng lớn sườn bò mà gà mái già cũng là nguyên liệu quan trọng dùng để ninh nước dùng. Sự cẩn thận và chân thành của người chủ đối với khâu chọn nguyên liệu cũng đã khiến anh ta lấy được danh tiếng tốt và anh ấy cũng không muốn làm phụ lòng của thực khách. Sườn bò được giao tới sẽ được cắt thành các miếng có chiều rộng khoảng 10 cm, sau đó được bỏ vào trong cái thùng lớn. Đổ đầy nước nóng và lạnh thay nhau để loại bỏ hết máu đông trên miếng sườn. Nước đầu tiên sẽ đổ đi, sau đó dùng nước lạnh rửa sạch từng miếng. Lại đổ nước lạnh vào đun tiếp, lần này sẽ bỏ thêm hồi, lá thơm và rong biển vào để loại bỏ mùi tanh. Đồng thời chuẩn bị nguyên liệu làm nước dùng cay. Một chậu lớn hành tây đã được thái sợi, cà rốt sau khi nạo vỏ cũng thái sợi. Những công đoạn này đều cần chuẩn bị trong ngày cho nên thời gian vô cùng gấp gáp. Dầu cay trong tiệm cũng được làm rất đặc biệt, đổ đầy dầu ăn vào chảo để lửa lớn rồi bỏ gừng, hành taro và hành tây vào chiên vàng rồi vớt ra, khi đó dầu đã có mùi thơm nồng. Sau đó đổ dầu vào ớt bột, vậy là đã xong phần dầu ớt. Khi nấu ăn đều nên cho một ít dầu cay này vào đảo cùng, hương vị sẽ rất bùng nổ. Mì hải sản thì làm sao có thể thiếu mực được. Mực cũng không phải mua loại đã làm sẵn rồi mà phải mua mực tươi trong ngày rồi tự xử lý. Còn thuận tiện thể hiện một chút tài nghệ dùng dao nữa. Sườn bò sau khi đun sôi lại đổ đi toàn bộ phần nước rồi lại dùng nước lạnh rửa sạch, sau đó lọc bỏ đi hết phần mỡ trên miếng sườn. Toàn bộ phần mỡ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của khách, ông chủ đều lọc bỏ sạch. Hiện giờ là đến bước quan trọng, mở lửa lớn xào một đĩa thịt ba chỉ thái mỏng tới khi thơm rồi cho tỏi băm, hành tây, bắp cải, cà rốt thái sợi vào. Đảo đều trên lửa lớn rồi cho ớt bột vào, dùng nước để cho ớt bột nhanh chóng tan ra.
giữ lửa lớn và lắc chảo đều, màu sắc của đồ ăn trong chảo đã trở nên bắt mắt hơn. Sau đó cho thêm mộc nhĩ, tôm, mực, nấm hương vào xào cùng trên lửa lớn. Thêm nước cốt gà hầm vào, đợi nồi nước sôi rồi cho sườn bò vào. Lúc này nồi canh cay mới xem như là đã có linh hồn. Hương thơm mê hoặc lòng người đã tràn ngập khắp nhà bếp. Sợi mì vàng cũng là tiệm tự làm, mì sau khi cán xong sẽ cho vào luộc vài phút rồi vớt ra. Để cho mì dai hơn sẽ cần xả qua một lần nước lạnh. Miếng sườn bò óng ánh trong nước sốt cay sẽ khiến bạn không thể cưỡng lại được. Mỗi bát mì thêm một miếng sườn lớn, sau đó là một muỗng đầy nước dùng cay đầy ắp hải sản. Ngoài món mì sườn bò cay nóng hổi còn có thịt chiên chua ngọt Hàn Quốc và cơm chiên dưới sốt tương đen Hàn Quốc nữa. Món nào cũng siêu ngon, các bạn có cũng muốn tới thử một bát chứ? Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.